ông Medvedev cảnh báo Anh về vũ khí hạt nhân. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Medvedev tuyên bố Nga diễn tập hạt nhân để sẵn sàng trả đũa những cuộc tấn công của Ukraine bằng tên lửa Anh. Ai đó đang kêu gọi David Cameron chiến đấu chống lại Tổng thống Vladimir Putin đến cùng. Tôi từng làm việc với Cameron khi ông ấy trở thành Thủ tướng Anh. Đó là người bình thường và thậm chí không bài Nga, nhưng giờ lại tuyên bố Ukraine có thể dùng tên lửa Anh tấn công bất cứ nơi nào họ muốn và London không sợ xung đột hạt nhân. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram hôm 10 tháng 5. Quan chức Nga cho rằng quyền kiểm soát tên lửa hành trình Storm Shadow (SCALPEG) trong biên chế lực lượng Ukraine hiện nay không nằm trong tay Kiev, mà là do quân nhân Anh và Pháp quyết định. Trong một số trường hợp nhất định, tôi trả lời sẽ không chỉ nhắm vào Kiev. Chúng tôi sẵn sàng huy động vũ khí đặc biệt, chứ không giới hạn với đầu đạn thông thường. Mục tiêu của cuộc diễn tập hiện nay chính là thực hành phản ứng với những cuộc tấn công nhằm vào đất Nga. Ngay cả những tên ngốc ở Anh cũng nên hiểu điều đó, ông Medvedev nói thêm. Giới chức Anh và Ukraine chưa bình luận về thông tin. Ông Medvedev đề cập đến phát biểu của Ngoại trưởng Anh hôm 2 tháng 5, khi ông David Cameron tuyên bố Kiev hoàn toàn có quyền dùng vũ khí Anh cung cấp, trong đó có tên lửa tầm xa Storm Shadow, để tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng phát ngôn của Ngoại trưởng Cameron mâu thuẫn trực tiếp với đảm bảo trước đó của Anh rằng tên lửa hành trình tầm xa chuyển cho Ukraine sẽ không được dùng để tập kích lãnh thổ Nga trong mọi tình huống. Theo cơ quan này, phát biểu của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh đã thừa nhận London trên thực tế là một bên tham gia xung đột. Bộ Quốc phòng Nga hôm 6 tháng 5 cho biết Tổng thống Putin đã ra lệnh tiến hành diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Quân đội Nga khẳng định đợt diễn tập nhằm bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời khẳng định đây là biện pháp phản ứng với những tuyên bố khiêu khích và lời đe dọa nhằm vào Nga từ một số quan chức phương Tây. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó nói rằng những quan chức phương Tây trên gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đại diện của Anh dường như đề cập đến Ngoại trưởng Cameron. Các cường quốc hạt nhân thường xuyên tiến hành diễn tập để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân, nhưng hiếm khi công khai tuyên bố hoạt động này liên quan đến những sự kiện và mối đe dọa cụ thể. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.